Tôi và tập đoàn Tuần Châu đã hợp tác với nhau trong một vài chương trình Hoa hậu Việt Nam trước đó. Và tôi đến với tâm thế là được nhà đầu tư mời và đặt hàng một vở diễn mới mang tên là Tinh Hoa Bắc Bộ. Một cái tác phẩm mang tên là Tinh Hoa Bắc Bộ. Và tôi cũng được nhà đầu tư chia sẻ rằng vở diễn Thuở Xứ Đòi do đạo diễn Việt Tú dàn dựng sau một quá trình chạy thử nghiệm không hiệu quả thì đã chính thức khép lại để mở ra một vở diễn mới. Và lúc đó thì tôi mới chính thức nhận lời để viết kịch bản cũng như đóng vai trò là tổng đạo diễn của tác phẩm này. Tôi thật sự vô cùng bức xúc khi phía ông Việt Tú cũng như công ty DS do ông Việt Tú làm chủ đã có những luận điểm cho rằng tác phẩm Tinh Hoa Bắc Bộ của tôi là đạo nhái sao chép từ tác phẩm Thuở Ấy Xứ Đòi và không đáp ứng được tính nguyên gốc. Đỉnh điểm của sự bức xúc của tôi cũng như là cảm thấy vô cùng xúc phạm đó là khi ông Việt Tú cũng như về phía công ty DS đã gửi văn bản đến cục bản quyền tác giả và đề nghị hủy bỏ hiệu lực quyền tác giả đối với Tinh Hoa Bắc Bộ. Cái tác phẩm do tôi cùng với đồng tác giả là bà Đào Thủy Phương Thảo sáng tạo nên. Tôi xin được khẳng định tác phẩm Tinh Hoa Bắc Bộ là độc lập và duy nhất. Nó là kết tinh của chất xám cũng như sự sáng tạo của tôi cũng như ekip tôi thực hiện. Chúng tôi đã trải qua một những ngày tháng vô cùng khó khăn, vất vả để vừa ăn dầm nằm về khu vực phía Bắc, tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu, khảo cứu những thông tin, những cứ liệu chính xác để có thể làm chất liệu cho vở diễn. Chúng tôi cũng có nhờ sự tham vấn, cố vấn của những chuyên gia về văn hóa lịch sử trong nước để có thể góp phần làm cho vở diễn, những thông tin trong vở diễn, chất liệu được chính xác hơn. Những giá trị văn hóa dân tộc tồn tại hàng nghìn năm, đó là tài sản không chỉ của riêng Việt Nam mà còn của cả nhân loại. Do đó, việc vận dụng sáng tạo nó thêm những cái tư duy, những cái hướng đi khác nhau của những người nghệ sĩ đó là quyền của những người làm sáng tạo. Những quy chụp về việc sử dụng những chất liệu văn hóa dân gian trở thành đạo nhái có thể gây nên những hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của người làm sáng tạo, không chỉ riêng tôi mà còn đối với những người làm sáng tạo khác cũng trong tình huống như tôi. Và điều này cần phải được làm rõ. Và sau thời gian giải trình đối với cục bản quyền tác giả, có sự đối sánh giữa hai tác phẩm, thì cục bản quyền tác giả cũng đã có kết luận chính thức, cũng đã có thông báo rằng không có cơ sở, không có căn cứ để hủy bỏ hiệu lực quyền tác giả đối với Tinh Hoa Bắc Bộ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái chi tiết hết sức đáng giá và có giá trị động viên tôi rất là nhiều. Với vụ kiện này, tôi muốn mọi thông tin sớm được xác thực, sớm được có kết luận một cách khách quan từ phía mặt luật pháp. Và tôi muốn chấm dứt những việc bôi nhọ và xúc phạm về uy tín và danh dự nghề nghiệp của tôi. Và đối với vụ kiện này thì tôi không đòi hỏi về mặt bồi thường, về vật chất, nhưng mà tôi muốn được bồi thường về danh dự và tôi cần một lời xin lỗi trên truyền thông. Vở Tinh Hoa Bắc Bộ hàng tuần vẫn sáng đèn và cũng đón rất nhiều những lượt khách trong nước và quốc tế đến và cảm nhận những cái vốn quý, những cái tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Và sắp tới thì tôi cũng luôn tâm tư để làm sao có thể kiện toàn, hoàn thiện hơn nữa vở diễn. Và tôi nghĩ rằng sau tất cả thì điều động lại cuối cùng đó là cái giá trị của show diễn và những cái dấu ấn của tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam mình còn lưu lại trong trí nhớ của những khán giả. Thì đó là điều mà tôi mong muốn sẽ là cái điều tồn tại mãi mãi với thời gian.